Shop Lan Đường Bán Buôn Yến Nhi xin chào tất cả các bác nhé. Phiên trên này em lên cho các bác vài đơn hàng, bác nào chốt đơn nào thì cứ liên hệ qua số em nha. Em sẽ đến đơn hàng đầu tiên là một cây, hai cây này. Cái này lá rất là tròn và ngắn luôn, như mitsu luôn các bác. Hai cây này, ba cây này, bốn cây này, năm cây này. Đó, anh chị nào mà yêu đơn này em để giá 120 này, 120 đơn số 1. Và đơn số 2, đơn này là combo 3 loại. Cái này là cây hải âu. Đó. Cái này hải âu rất cây này là hoa hoàng cam, cây rất là to luôn, hoa hoàng cam nha các bác. Hoa cực kỳ đẹp luôn. Đơn này là chồn rất là nhiều, sóc nữa. Kèm chồn sóc, hoa cực kỳ thơm. Đó, cái lá chồn với cái lá sóc như nhau nhá, về các bác phân biệt ra được cái nào là chồn, cái nào là sóc. Để khi nào ra hoa các bác mới biết được mặt hoa nha. Nó nào mà mới chơi thì nhìn cái lá nó rất là giống nhau luôn. Đó. Đơn này là combo này, chồn này với sóc này. Đây, rất là nhiều luôn. Combo này, mua nào chốt chồn với sóc là hoa hoàng cam đây này, 150 này. Đây là hình 2 nha. Hình 3, em có một cây rất là to này. Nó cái này là nó hơi bị lồi lồi xíu lá này. Nó cây này bác này yêu em để giá là 150k này. Nó bị lồi là cháy lá thôi, cháy rừng thôi các bác. Tại vì buôn đôn rất là mùa khô rất là cạn kiệt, mùa cháy rừng không ảnh hưởng tới này tới kia luôn. Nó rất là ảnh hưởng nhiều nặng. Nhiệt đới của nó rất là, nhiệt độ của nó rất là nóng. Nên rừng nó phải cây lá cối này kia. Nó rất là vàng và đến khi mùa đấy là nó phải cháy rừng. Nó phải cháy rừng, rừng nó mới thoáng được, nó mới rõ được. Chứ còn rừng rậm quá thì nhìn vào mùa mưa nó mới rừng rậm, chứ mùa khô thì nó rất là thoáng luôn. Đó, cây này rất là to này. Vào mùa mưa cây này nó phục hồi lại rất là khỏe và mát luôn. Nó cây rất là đẹp, cây to nhá. Mà nó chốt con này 150. Cái này mà không bị lỗi, cái này cũng phải 250-300k gì đấy. Hình số 3, hình số 4. Hình số 4 là đơn nguyên bản nha. Nguyên bản một cây này, hai cây này, ba này, bốn này, năm này, sáu này, bảy này, tám này, chín này. Đó, chín khúc toàn hàng lá mít. Đây này là một gốc ba cây luôn. Chín khúc, 11 cây gì đấy. Đây này bác này yêu em để giá 230k. 230 nguyên bản hình số 4. Hình số 5. Hình số 5 là em có một cây này, hai cây này, lá kỳ dày luôn. Đó, hai cây to này bắt đầu yêu em để giá là 180 này. 180. Nó là yêu hình số 4 giùm em. Rồi, hình số 4. Tiếp tục hình số 5. Hình số 5 em có một cây rất là to luôn các bác này, lá cực kỳ dày luôn. Lá phải tầm 4 cm nhé. Lá cực kỳ dày, chuẩn hàng vùng miền của Buôn Đôn. Bắt đầu chốt con này 200k này. 200k hình 5 này. Và hình 6 này. Thì 6 em có hai cây rất là to luôn. Một cây này, hai cây này. Đó, hai cây to này bắt đầu chốt. Đơn này em để giá là 300k này. 300k đơn to này luôn nha các bác nhá. Đó, chuẩn hàng vùng miền Buôn Đôn. Hình số 6, hình số 7 đang có một cây là hai cây này. Một gốc hai cây, cây này là mẹ bông con nhưng mà nó tách rời ra rồi. Đó, lá mít nha. Lá mít trụ trịt luôn. Bắt đầu chốt cặp này em để giá là 250 này. 250 cặp này nha các bác, rất là vip luôn. Cặp lá mít nha. Đó là chốt hình 7 giùm em. Hình 8 là em có một cây rất là to luôn này. Đó, cây rất là to luôn này. Lá mít bản lá to, lá tròn, lá ngắn này. Mình là chốt con này em để giá là 230k nhá. Con cực kỳ to luôn các bác nhá. Đó, 230k này. Rất là đẹp. Mình là chốt hình 8. Và hình 9. Hình 9 là em có bụi phi điệp này. Kiến phi điệp này, bác nào yêu kiến này em để giá là 300k luôn này. Đó, kiến phi điệp này em để giá là 300k. Rất là đẹp luôn. Bác nào chốt kiến này là 300k nhé. Đó, bác nào chốt hình 9, hình 10. Hình 10 là em có hai cây to này, một cây này, hai cây này. Đó, bác nào chốt hai cây to này em để giá là 220k này. Hai cây to này nha, 220. Bác nào chốt hình này là 220 này. Đó. Đây là hình 10 nhá. Hình 11. Một cây này và hai cây, hai cây rất là to luôn. Hai cây này bắt đầu chốt 200k hình 11. Và hình 12.
12 em có một cây này, hai cây này, hai cây cực kỳ to rất là đẹp luôn. Bắt đầu chốt hai cây to này em để giá là 280 này, 280. Đó, bắt đầu chốt thì 12, 13. Bắt đầu chốt thì 13 này. Thì 13 một cây, hai cây mít. Hai cây mít rất là xinh luôn. Đó, lá rất là to, 200k này. 200k hình 13. Hình 14. Hình 14 là một cây này, lá dày lắm các bác. Hai cây này. Đó, hai cây lá dày, lá mít dày như thế này. Cực kỳ dày luôn, lá cực kỳ dày. Bắt đầu chốt đơn này em để giá 200k. 200k hình 14. Đó, và tiếp tục là hình 15. Hình 15 một cây rất là to luôn. Đó, cây cực kỳ to luôn các bác này. Hai cây này. Đó, hai cây to, bắt đầu chốt hai cây to này em để giá là 280. 280 hai cây to này nhá, hình 15 nhá. Hình 16. Hình 16 này. Một cây này. Hai cây này. Ba cây này, toàn hàng lá ngắn luôn. 4 cây này. 5 cây này. 6 cây này. 7 cây này. 8 cây, 9 cây. 10, 11 và 12 cây. Đó, 12 cây này bắt đầu chốt đây này, 250 này. 250 12 cây này toàn là ngắn luôn nhá. Đó. 250 12 cây này. Nó chốt thì 16. Thì 17. Thì 17 em có hai cây to lá mít này. 250 này. Hai cây to lá mít rất là dày luôn này. Đó, hình 17. Hình 18. Hình 18 một cây này. Hai cây này. Và ba cây này. Đó. Cây này lá mít này. Cái này là nó bị tét một xíu lá này thôi. Nhưng mà không ảnh hưởng gì đâu. Ba cây to này bắt đầu chốt đây này 200k nhá. 200k hình 18. Hình 19. Hình 19 em có hai cây to này. Một cây này. Và hai cây này, hai cây to rất là to luôn. Bắt đầu chốt hình này 200k này. Và hình cuối cùng là 20 em có góc nguyên bản rất là to luôn. Nguyên bản mít này. Cái này là cây chị em này, bắt đầu yêu hàng chị em này. Cái này cho anh chị hàng chơi Tết luôn. Đây, hoa củ của nó đây có quả luôn này. Đó, bản lá rất là xịn sò luôn này. Lá sọc chỉ rõ ràng luôn. Đây, rất là đẹp. Cái to nha các bác nhá. Đó, cây này là 600k. Bắt đầu yêu hình cuối lá mít này 600k. Phiên sáng trưa anh chỉ có đơn hàng đấy. Bắt đầu chốt lên đơn thì cứ liên hệ qua số em nhé. Xin chào toàn thể các bác, chúc các bác một ngày mới vui vẻ nha.